nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 là nhiệm vụ chính trị lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ đạo. Ngay sau đại hội, tất cả các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả của đại hội, đồng thời nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết, văn kiện của đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chương trình hành động của Trung ương, Bộ, Ngành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương, gắn với nghị quyết 22 Đảng bộ thành phố, nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 119 của Quốc hội khóa 14 về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết 13 của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo chỉ đạo ban hành gần 70 văn bản quan trọng, trong đó có 7 nghị quyết, 7 chỉ thị, 5 quy định, 8 chương trình, 27 kế hoạch, 2 đề án, 10 quyết định. Các ngành ban hành 25 văn bản quan trọng khác. Đáng chú ý là kế hoạch số 07 ngày 25 tháng 3 năm 2021 về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng trên địa bàn thành phố. Chương trình hành động số 08 ngày 23 tháng 4 năm 2021 về thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Kế hoạch số 17 ngày 22 tháng 6 năm 2021 về nghiên cứu quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Đảng bộ thành phố, cùng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Đây sẽ là cơ sở, căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hàng năm. Năm 2021, trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 bùng phát mạnh với nguy cơ lây lan diện rộng, tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cùng các đơn vị tham mưu giúp việc của Đảng đã linh hoạt bằng nhiều phương thức triển khai quán triệt sâu rộng nghị quyết, vừa đảm bảo chất lượng hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hình thức tuyên truyền trực tuyến được áp dụng chủ yếu, hơn nữa nội dung tuyên truyền thường bám sát nhiệm vụ công tác của các ngành, đơn vị địa phương, dễ tiếp cận, dễ hiểu, đặc biệt là gắn với hành động thực tiễn, tránh chung chung, xa rời thực tế. Đề nghị cấp ủy các cấp cần xác định công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu để làm sao cho mọi người dân, mọi đảng viên trên địa bàn thành phố đều được phổ biến, hiểu rõ về ý nghĩa những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết. Đặc biệt là chúng ta cần đấu tranh, phê phán với các quan điểm, luận điệu sai trái, cố tình hiểu sai về nội dung nêu trong nghị quyết. Không để cho các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ của chúng ta. Trọng tâm thường xuyên mà chúng ta phải thực hiện trong cả nhiệm kỳ này thì có những cái nhiệm vụ mang tính chất là thường xuyên, ví dụ cái nhiệm vụ về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng là được đặt lên hàng đầu và với rất nhiều các cái nội dung đã được cụ thể hóa. Quá trình thực hiện có nhiều điểm mới, cách làm hay sáng tạo. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy thế mạnh đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đi vào cuộc sống. Các tổ chức đảng cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị. Các cấp ủy chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó giúp cho cán bộ đảng viên có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị đã được đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao tại hội nghị thông báo, báo cáo kết quả kiểm tra. Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, nhưng mà Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Và cũng là một trong những cái tỉnh, thành phố sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nhất là các đồng chí đã ban hành đến 70 văn bản quan trọng để cụ thể hóa 12 cái định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, phù hợp với thực tiễn thành phố. Cái điểm thứ hai là công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết được quan tâm lãnh đạo với phương châm là sớm nhất, nhanh nhất, rộng nhất và với nhiều hình thức linh động. Bên cạnh cái tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập thì các đồng chí cũng đã quan tâm cái giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai quán triệt cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13. Các đồng chí đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều cái chủ trương biện pháp linh hoạt, ngăn chặn và cơ bản kiểm soát được cái dịch bệnh, bảo đảm được cái tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thì được chú trọng, kinh tế xã hội thì được phục hồi và tăng trưởng, và các đồng chí đã thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội, do đó cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để phát sinh các cái điểm nóng trong quá trình phòng chống dịch. Đối với ngành nội chính Đảng từ trung ương đến địa phương, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, ngành đã kịp thời xây dựng kế hoạch nhằm triển khai nghị quyết Đại hội 13 gắn với vai trò nhiệm vụ chính trị của mình và sát với tình hình thực tiễn. Cuối tháng 4 năm 2021, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp và phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chương trình hành động của ngành nội chính Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp có 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp đã đề ra theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đến nửa đầu tháng 9 năm 2021, tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, cũng tiếp tục nhấn mạnh vai trò, vị trí, nhiệm vụ của ngành nội chính Đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng. Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, của ngành nội chính Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai đưa nghị quyết 13 của Đảng vào cuộc sống, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng thời gian qua đã triển khai các chương trình, kế hoạch hành động một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khi đến thăm và làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng vào cuối tháng 1 vừa qua cũng đã đánh giá cao những nỗ lực, hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên của ngành nội chính Đảng thành phố tạo điểm sáng trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp trong cả nước. Trong đó, ngành nội chính Đảng thành phố vừa tích cực phòng chống dịch hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Nổi bật là tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, tập trung công tác nội chính phòng chống tham nhũng, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thi đua chuyên đề, phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu thực hiện có hiệu quả các quy định khác liên quan công tác nội chính và cải cách tư pháp. Những hoạt động nổi bật của ngành nội chính Đảng thành phố cũng được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao tại hội nghị tổng kết công tác nội chính
và phòng chống tham nhũng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, tổ chức vào cuối năm 2021. Qua theo dõi, tôi đánh giá rất cao cái kết quả công tác nội chính cũng như là công tác cải cách tư pháp của các cơ quan có liên quan của thành phố trong năm 2021. Là cái năm đầu tiên mà chúng ta triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Thì qua theo dõi và đánh giá thì phải nói rằng là cái công tác tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của chúng ta là khá bài bản và kịp thời trong cái khối nội chính. Và trong năm nay thì cũng là cái năm mà có cái hai cái sự kiện rất là quan trọng, trong đó có một cái sự kiện đó là cái cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 21-26. Thì các cơ quan nội chính đã góp phần rất là thành công trong cái cuộc bầu cử này. Theo tôi đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải nhấn mạnh. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải nhấn mạnh đó là năm 2021, thì như công chí đã biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức cái cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Sơn Trà trong một cái điều kiện hết sức là khó khăn. Nhưng mà các cơ quan nội chính của thành phố, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với lại các cái cơ quan có liên quan, đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức rất là thành công cái cuộc diễn tập này. Và kết quả cuộc diễn tập thì chúng ta đã ứng dụng rất là nhiều cho cái công tác phòng chống dịch. Những hiệu quả đạt được và nhận đánh giá cao từ Bộ Chính trị, từ ngành nội chính Đảng Trung ương và của Thành ủy Đà Nẵng đã thể hiện rõ quyết tâm của ngành nội chính Đảng thành phố với những nỗ lực để cụ thể hóa các chỉ đạo lãnh đạo từ các nghị quyết lớn của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng, của ngành nội chính Trung ương vào nhiệm vụ thực tiễn của mình. Mới đây, tại cuộc họp chuẩn bị cho công tác xét thi đua năm 2021 của khối thi đua chính, gồm các cơ quan công tác đảng thuộc Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và được đề nghị khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Đó là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn của ban và ngành nội chính đảng thành phố, góp sức mình xây dựng và phát triển Đà Nẵng theo đúng định hướng các nghị quyết của Trung ương và thành phố đặt ra, thích ứng trong bối cảnh mới của đời sống xã hội.